mình phải chăm sóc cá đồ. Đấy. Đâu rồi? Mới vừa thả xuống mất tiêu hết rồi. Thấy người lạ sợ rồi. Lần trước cũng vậy á, mới thả cá xuống cá chạy mất tiêu. Qua đây coi. Qua đây coi. Đấy. Khuôn mặt bình hiền lắm mà sao cá nó bỏ chạy là sao ta? Đấy. Đó. Là cái này là giáp dòng luôn hả ta? Hai bên, bên kia cá nhiều hơn à, họ nó nhát hơn. Đấy, chạy. Con này có nhiều quá đó. Đấy. Rồi. Rất là thú vị ha anh chị ha. Đó. Một ngôi nhà vườn rất là thú vị anh chị. Có một cái nhà mát ha, nằm chính giữa tại khu vườn của mình. Đó, hai bên là được nuôi cá coi nè. Tạo cho mình một cái không gian nước nước non ha, rất là mát mẻ. Đó, cũng như rất thú vị khi là mỗi lần mình cho cá ăn ha, bơi tung tăng dưới nước rất là đẹp như vậy. Đấy, hồ này thì chủ làm là hệ thống lọc đồ cũng bài bản rồi ha, nên là vấn đề vệ sinh hồ thì cũng rất là đơn giản anh chị. Đấy, thì Lộc Bất Động Sản xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay thì Lộc đang có mặt tại một ngôi nhà vườn thuộc xã Sông Thao, huyện Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai anh chị. Và một ngôi nhà vườn rất là mát mẻ luôn. Có rất là nhiều cây ăn trái nè. Đó, ăn trái thì chủ rất là kỹ anh chị, trồng ra những cái trái nó rất là đẹp, cũng như là rất là kỹ và đặc biệt luôn, không sử dụng thuốc anh chị. Và được bọc từng trái, được bọc từng trái là bảo vệ. Bởi vì là chủ không có xịt thuốc, do đó là sợ là những cái con ong vàng, những cái con, nói chung là những cái con ong chích vào nó sẽ hư. Do đó là chủ bọc lại những trái rất kỹ luôn anh chị. Chủ yếu là để ăn thôi, do đó là không có phân thuốc luôn anh chị. Ở một khu vườn rất rộng rãi ha. Thì khu vườn nó đẹp như thế nào thì mời quý anh chị là xem cùng với Lộc qua video này anh chị ha. Rồi, thì đây là cái đường vào của mình anh chị ha. Đấy, được là làm bê tông xi măng để cho xe mình đi vào đi ra nó sạch sẽ và nó thuận lợi anh chị ha. Và ở trên thì được làm một cái dàn, một cái dàn này không biết là đang trồng cái gì nè. Đấy. Thì ở đây thì anh chị có thể là làm một cái vườn, một cái dàn là chanh dây nè, hoặc là nho nè, hoặc là bầu tây nè. Thì cái không gian này nó rất là mát, cũng như là mình có thể là để xe rất là yên tâm cho cái nội thất xe ô tô của mình anh chị, rất là tuyệt vời ha. Đó, ranh tường rào thì đã rất là kiên cố rồi, được xây dựng bằng là gạch lóc ha, cao tầm khoảng 1 mét và được làm hàng rào sắt lên tầm khoảng là 1,5 mét nữa anh chị. Thì hàng rào của mình thì trung bình khoảng là 2,5 mét anh chị ha. Đấy, rất là kiên cố, rất là vuông luôn. Thì bây giờ Lộc sẽ đi theo ranh để mà xem hiện trạng trước, là Lộc sẽ giới thiệu cho anh chị là một ngôi nhà gỗ cũng như là một ngôi nhà cấp 4 sao anh chị ha. Ở đây là đường vào của mình nè. Thì bây giờ mình sẽ đi theo là ranh từ bên phải đổ dòng sang bên trái và ra đến đường. Thì chiều ngang mặt tiền mình nó có chiều ngang là 32,7 mét anh chị, và nở hậu là 37 mét, rất là tuyệt vời anh chị ha. Rồi, thì xin mời quý cô chú anh chị tham quan ranh giới cũng như là hiện trạng của ngôi nhà vườn anh chị ha. Đó, thì dọc theo hai bên đường vào thì có làm những cái hồ non bộ nè, để nuôi cá nè, tạo một cái không gian xanh, một không gian non nước hùng vĩ, rất là mát mẻ anh chị ha. Đấy. Rồi, thì xung quanh vườn của mình là đã trồng rất là nhiều loại cây ăn trái, ví dụ như là bưởi nè, ổi nè, sầu riêng nè, chuối nè. Đó, rất là nhiều anh chị, và Lộc sẽ cho anh chị xem từng loại cây ăn trái anh chị ha. Đó, thì đây là cái gốc đầu tiên anh chị. Mình đang nằm trên mặt đường là đường nhựa anh chị ha.
có lộ giới là khoảng 6 mét. Đấy, hai xe ô tô né nhau rất là thoải mái luôn anh chị ha. Lắc rộng rãi luôn. Và ở đây thì dân cư cũng đã đông đúc và rất là yên tĩnh anh chị. Và đặc biệt luôn rất là an ninh. Bởi vì là nó gần ngay trung tâm hành chính của Ủy ban xã Hưng Thịnh, Trảng Bơm, Đồng Nai anh chị. Tuy nó là nhà vườn thuộc xã Sông Thao, nhưng mà nó gần ngay vị trí là Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh anh chị ha. Đó, thì anh chị nhìn theo hàng ranh ha. Nó là một cái đường thẳng không tì vết luôn. Nó rất là vuông anh chị. Đấy. Và chiều dài này có chiều dài là 141 mét anh chị ha. Và đây là chiều ngang nè. Sẽ bám theo mặt tiền đường này nè. Là 32,7 mét. Và cũng là thẳng không tì vết luôn. Nó rất là đẹp anh chị. Và phía sau thì nó còn nở hậu nữa. Thì nó rất là xứng đáng là một cái ngôi nhà vườn rất là đẹp anh chị ha. Đó. Ở bên đây, ở bên vách xung quanh thì chỉ được làm là lưới bê tông thôi. Và gạch lóc thì cao tầm khoảng là 80 anh chị ha. Đó. Ở đây thì cao khoảng 1,5 m, thì trung bình nó là khoảng 2,3 m. Đấy, là một cái hàng rào này ha. 2,3 m. Làm trụ bê tông thì mỗi trụ là cách nhau khoảng là 3 m, 2,5 m đến 3 m anh chị ha. Đấy. Đất mình thì đất là sỏi cơm anh chị ha. Rất là tốt luôn. Nó rất là tốt ha. Thì theo như Lộc nhận định thì đất này nó rất là phù sa nè anh chị. Ở đây thì chủ nhà tưới cây trồng bằng nước ở là con suối phía sau anh chị. Đó. Do đó là cái phù sa của con suối nó đổ lên nó giúp cho cái vườn mình nó rất là tốt. Cũng như rất là xanh mướt anh chị ha. Anh chị có thể nhìn thấy cái lá nè. Đó, chủ rất là kỹ lưỡng về vấn đề là ăn uống. Do đó là bọc từng trái luôn, không sử dụng là thuốc hóa học anh chị. Đó, và chưa kể là sử dụng kèm theo những cái chất để mà giúp đuổi những cái con ong, những cái con sâu rầy phá hoại cây ăn trái của mình anh chị ha. Đó. Rất là tốt nè, sầu riêng này mới vừa xuống nè. Đấy, cây bưởi nào lá nó xanh cây đó. Bưởi này là được trồng 5 năm rồi anh chị ha. Đó. 5 năm cho một cái vườn bưởi. Nhưng nó rất là tốt. Đó. Đây. Rồi thì đây là cái khuôn viên của nhà mát anh chị. Xung quanh nhà mát của mình thì có nhiều cây bonsai, nhiều cây cảnh ha. Đó. Ở chính giữa những cây bonsai, những cây hoa, đó chính là một ngôi nhà mát và đặc biệt luôn. Được làm bằng toàn bộ 100%, đó chính là gỗ lim anh chị. Và phía trên thì nó là một cái mái ngói, ngói thật anh chị ha. Và đã được xây dựng cách đây là 5 năm rồi. Thì anh chị nhìn cái mái ngói nó chưa xuống màu thì anh chị đã biết nó là mái ngói, nó chất lượng anh chị ha. Đấy. Và cũng như rất là dày luôn. Tạo cho một cái ngôi nhà mát mình rất là mát. Chưa kể là kèm theo đó là xung quanh nhà mát mình được phủ là xung quanh đó là một cái hồ cá coi anh chị. Đấy, cá bơi tung tăng, nước chảy róc rách, tạo cho mình một cái không gian rất là yên tĩnh, yên bình, cũng như là rất là dễ chịu khi mà bước vào ngôi nhà vườn anh chị ha. Đấy. Rồi thì toàn bộ là nội thất cũng như là nhà gỗ, bàn, dán, đó, tất cả đều là được chủ để lại hết khi mà giao dịch bất động sản này anh chị. Đây. Rồi thì theo chân Lộc ha, thì ở đây thì Lộc có được thông tin chính là ở đây mình đang sử dụng là giếng khoan, bao gồm là có hai cái giếng, nhưng mà nãy giờ thì Lộc cũng chưa có nhìn thấy và Lộc đã xem hiện trạng là khả năng là cũng cắt rất là kỹ nên là không có nhìn thấy ha. Đấy, bưởi rất là tốt ha. Đây, ở đây là cái đường xuống nè. Đường xuống thì được chia rõ ràng ha anh chị ha. Ở bên đây là gạch lóc, bên đây gạch lóc nè, đường xuống. Ở đây khả năng là làm một cái khuôn viên cho một cái nơi để mà sinh sống, là sinh hoạt thôi. Chứ không phải là một cái vườn cây ha. Tại vì Lộc nhìn thấy là những cái cây nó hầu như là những cái cây kiển anh chị. Ví dụ như cây tùng la hán nè, rồi những cái cây kiển khác nè anh chị ha. Đấy, những cái cây cây. Đấy. Rồi thì bên đó nó là nhà cấp 4 anh chị. Thì tí Lộc sẽ giới thiệu nhà cấp 4 cho chị sau ha. Và đây là một cái thú cưng. Thú cưng nhưng mà liệu rằng nó có cưng hay không?
Bé tên gì hả? Bé tên gì? Bé tên Vàng đúng không? Vàng Đốm đúng không? Hello. Hồi nãy làm quen nó rồi mới dám lại gần nó, chứ không là cũng không dám đâu. Chú. Ở đây nuôi mớ gà nè ha, rất là thú vị nè ha. Đấy, nuôi mớ gà, phía sau là có là chuồng nuôi gia súc anh chị. Đấy. Ồ, trái kìa, hay không? Mênh mông chưa? Chỉ là 5 năm thôi nhưng mà rất là bất ngờ anh chị. Đó, trái rất là xùm xuê. Tại vì bưởi này á, thì năm thứ tư bắt đầu mới là cho ra trái là vụ đầu tiên anh chị ha. Thì trái nó sẽ không có được như thế này đâu anh chị. Ít có vườn bưởi nào được như thế này lắm. Ở đây là chỉ là năm thứ năm thôi. Nhưng mà trái rất là tốt. Đó. Đất mình là sỏi cơm ha. Sỏi đỏ rất là, nói chung là rất là tốt luôn. Đấy. Bên phải của mình thì hiện tại là còn đất trống anh chị ha. Và cách đất trống mình thì sẽ có một ngôi nhà. Phía sau mình nó là một cái ngôi biệt thự trị giá triệu đô, hơn triệu đô anh chị. Phía sau. Đó. À, bên kia thì cũng là đất trống ha. Hai mặt là đất trống, phía sau là đã có nhà. Và nó là một cái ngôi biệt thự hơn triệu đô anh chị ha. Rồi, thì không gian ở đây nè. Nó là chủ yếu là vườn cây ăn trái nè, bưởi nè, sầu riêng nè. Thì ngày xưa á, trung bình là chủ là trồng là khoảng 120 gốc anh chị. 120 gốc là bưởi ha. Nhưng mà do là làm cái nhà với lại là làm linh tinh á, thì sẽ đã hạ bớt cây rồi. Nên là tầm khoảng là bây giờ còn lại là đâu đó là hơn 80 gốc thôi. Đó. Ngoài ra thì có vài cây sầu riêng, tầm khoảng là hơn chục cây sầu riêng. Và một số loại cây khái khác anh chị ha. Ví dụ như là mít nè. Rồi ổi nè, đấy. Sầu riêng chắc cũng được 20 gốc á, thấy cũng nhiều á. Đấy, khuôn viên ha. Và đây là khuôn viên để mà nuôi gia cầm, gia súc anh chị ha. Đó. Bồ câu, đấy, những chú bồ câu rất là dễ thương. Và đặc biệt luôn, thì ở đây có những cái chú ỉn. Chú ỉn này đố của chú anh chị là biết chú ỉn gì. À, đấy, theo như anh chị là chú ỉn gì đây? Đây chính là heo rừng nha anh chị nha. Heo rừng nên là nó là đã bị lai rồi, do đó là anh chị có thể là khó nhận biết được đây nó là heo rừng anh chị ha. Thì khuôn viên này là khoảng là hơn chục cái chuồng heo rừng. Thì những chú heo rừng này nè, khi mà giao dịch á, thì chủ sẽ gửi tặng lại cho quý khách hàng khi mà giao dịch bất động sản luôn anh chị. À, khi mà giao dịch bất động sản là chủ là tặng hết. Đấy. Đó, những chú heo rất là dễ thương à. Úc ếch, úc ếch, úc ếch, úc ếch, úc ếch. Đấy. Khoảng hơn chục chuồng anh chị ha. Đâu đó là khoảng 15 chuồng anh chị. Đấy, thì có một vài chuồng là còn trống anh chị ha. Đó, một vài chuồng là còn trống. Đây là những con heo mà gọi là heo giống. Đó. Heo giống ha. Đây là heo con. Đấy. Thì cô chú anh chị nào mà không nuôi heo thì mình có thể là mang những con chú heo này mình mang đi bán chỗ khác, mình thu lại được một ít nào đó anh chị ha. Còn em thì em cũng không có hảo heo lắm, bởi vì nuôi nó cũng hơi là cực xíu. Đấy. Những chú bồ câu nè. Đấy. Đây, ổi. Ổi này ha, chủ nói là không xịt thuốc ha. Mà ăn mà chiều mà có cái gì là gọi điện cho chủ liền luôn á. Mình phải xem hiện trạng nè, rồi mình phải trải nghiệm trái cây nè, để xem là thực tế là nó có thuốc hay không. Và phong thủy trên đất là có mồ mả hay là vấn đề tâm linh hay là không. Thì bây giờ là đang xem hiện trạng, là trong khi xem hiện trạng thì gặp trái ổi rất là ngon. Thì Lộc cũng thưởng thức để mà review cho anh chị là kết quả. Nếu mà chiều nay Lộc không lên video á, là chính xác là cái này là có thuốc ha. Chiều nay mà Lộc lên video được á, thì nó là không có thuốc anh chị ha. Rồi thì đây là gốc ranh cuối nè anh chị. Ôi ôi, nó dính cái giấy hay gì nữa ta, quấn cái gì mà có giấy nữa. Đây, rách ranh cuối anh chị ha. Từ góc ranh này anh chị sẽ đổ thẳng lên ra đến con đường nhựa là 144 mét.
và phía bên kia cũng là 141 m luôn. Chiều ngang mặt cuối này thì mình sẽ được nở hậu là 5 m anh chị ha. Đấy, từ góc này đâm thẳng qua bên kia là sẽ được là 37,2 m. Đấy, đó, nở hậu rất đẹp luôn, đất thì vuông vức. Và ngoài sau mình thì nó là giáp suối anh chị. Ngoài sau mình giáp suối ha, Lộc sẽ giới thiệu rõ cho anh chị luôn. Phía sau cái chuồng trang trại của mình á, thì sẽ có một cái ao. À, cái ao này thì hiện tại là chủ yếu là để xả thải nè, với lại là nuôi cá trê anh chị ha. Dòng thứ mà nuôi heo mà có cá trê nó mau lớn lắm anh chị. Đặc biệt luôn, cá trê nuôi mà không có phân heo thì rất là lâu lớn anh chị. Đấy, nó là độc đặc biệt của loài cá trê anh chị ha. Ở phía sau mình có cái khu vườn kìa. Ở bên kia là cái căn biệt thự hơn triệu đô anh chị. Đấy, rất là hoành tráng đấy. Mình nằm ở gần ngay đại gia không anh chị ha. Đấy, khu vườn. Rồi, chỗ này thì theo Lộc là nó sẽ hơi thấp với lại so với lại những cái khu vực khác là tầm khoảng một tí xíu ha. Cảm giác thôi. Cảm giác hơi thấp hơn một tí xíu. Đó. Và ở đây thì nó là cặp theo con suối anh chị ha. Đây, mình sẽ có một con suối chảy quanh năm luôn. Đây là cái nguồn nước chính để cho gia chủ là sử dụng để mà tưới tiêu cây trồng anh chị. Đấy, và tiếp theo thì chỗ này nó là khu vực cuối của ranh đất của mình rồi, thì nó sẽ đến cái tường rào bên kia anh chị ha. Ở đây thì nó có hai tường rào, lý do là ở chỗ này là chủ khoanh vùng lại để cho là heo nó sẽ ra khu vực này, nó sẽ đi lại để cho mà giảm mỡ đó, tập gym đó, chạy bộ đó, để mà giảm mỡ anh chị ha. Chứ không phải ranh mình là đến đây, ranh mình là sẽ đến kia ha. Và từ góc đó đổ lên là cũng 141 m luôn chị. Rồi thì tiếp theo Lộc sẽ đi theo cái cành ranh này lên trên kia ha. Chỗ này thì đang vướng một cái chuồng trại rồi, thì Lộc bắt buộc là phải vòng qua cái chuồng trại đi thẳng lên cho anh chị. Rồi, mời quý cô chú anh chị nha. Nói nãy giờ chưa ăn trái ổi luôn, mình phải trải nghiệm thực tế chứ. Chưa tới hộp luôn. Hy vọng là chiều nay là có video này trên mạng xã hội nha, chứ không là anh chị là hiểu luôn rồi đó. Ngon quá. Nói thiệt, thật sự luôn á, cái mấy trái cây mà ở nhà vườn anh chị, khi mà anh chị nè, bà con bạn bè tới chơi á, thật sự ăn là không ăn bao nhiêu đâu, nhưng mà khi mà mình hái một những cái trái cây trên vườn của mình, tự tay mình chăm sóc á, tự tay mình chăm sóc hàng ngày á, thù nó rất là vui anh chị. Và ăn nó cảm giác rất là ngon hơn so với lại những cái trái cây mà mua ở chợ về anh chị ha. Nói chung là cái đó là cái vấn đề mà ai cũng chấp nhận hết á, nhưng mà không biết lý do tại sao anh chị. Mặc dù có thể là khi mà trái cây ở ngoài nó rất là chua, rất là ngon, rất là hấp dẫn, nhưng mà ăn lại không ngon mà ở vườn anh chị. Ở đất này thì nó không phù hợp trồng sầu riêng anh chị ha. Thì theo chủ thì cung cấp ở đây trồng 5 năm rồi nè, nhưng mà sầu riêng thì chưa đạt năng suất, thì Lộc cũng cho rằng ở đây thì nó chưa phù hợp với lại là trồng sầu riêng. Trồng sầu riêng thì Lộc thấy người ta là hay chọn những cái loại đất mà đất đồi anh chị, nó có độ triền để không là úng gốc ha, thì nó mới phát triển tốt. Còn mà những cái đất này nè, khi mà vào mùa mưa nó sẽ giữ độ ẩm, thì cây trồng sầu riêng này nó rất là khó. Đấy, thì hồi nãy Lộc đứng bên kia ha, do là cách cái chuồng này Lộc không thể đi thẳng lên được, thì bây giờ sọc Lộc sẽ bắt đầu từ cái phía bên chuồng bên đây và đi dọc lên cho anh chị xem. Đấy, này chắc hết video luôn nè. Xung quanh mình có hàng chuối ha. Bên phải mình là cũng đất trống anh chị ha. Bên trái mình đất trống. Đối diện mình là có nhà. Phía sau lưng mình là một cái biệt thự hơn triệu đô. Nè, anh chị tự lại nhìn thẳng cái ranh lên nè. Nói chung là cái ranh rất là thẳng anh chị.
rất là hẳn luôn. Nói chung là đất này thì thực sự là anh chị chỉ là quan tâm về giá thôi, chứ còn ngoài ra thì Lộc cảm thấy nó rất là hoàn mỹ rồi. Đó. Cây trái đồ xanh tươi tốt rồi. Ăn không? Nhiều lắm. Ừ. Xíu ra bật cốc xe bỏ vô. Ừ. Ngon. Như đây rồi. Ừ. Chỗ này sao lên? Tập đang phát hiện ở đây là gì đây? Ở đây là xả thải ha. Ừ. Xả thải đúng không? Chỗ này sao lên ta? Lại bị văng lưới rồi anh chị ạ. À. Chân lứ thì mình phải đi ra đường kia rồi. Ừ. Ở đây là vây là đi nuôi gà nuôi vịt rồi, mình không thể nào qua được. Nên là mình sẽ dọng lên trên tiếp ha. Mấy chú gà. Ồ đang ấp luôn nè. Ý. Ờ đang ấp luôn à, trứng quá trời luôn. Ôi bạn bè về ha. Làm cái gỏi gà rồi ha, chấm muối ớt chanh rồi ha, làm trái cây rồi ở vườn rồi ha, quá đã luôn. Chào chú. Vâng. Ở đây mình có mấy phòng ngủ chú? Vâng, một phòng chung thôi. Một phòng phòng ngủ, một phòng khách. Vâng. Ở đây là cái bếp, hai nhà vệ sinh. Ủa sao có một phòng ngủ mà hai nhà vệ sinh dữ vậy? Một nhà tắm riêng, nhà vệ sinh riêng. Đó, sạch sẽ tôm tắt chỗ rửa chén đồ ha, tách biệt đồ gọn gàng ha. Ok, ở đây thì mình sẽ về tận dụng để mình ở ha, còn anh chị có thể là sửa sang lại cho nó theo cái ý thích của mình anh chị. Ồ Supreme biển số M nha, từ năm lâu lắm rồi đó. Này năm bao nhiêu ta? Năm 2003 hay là năm gì đó. 2002. Bây giờ chiếc xe này là giá trị lắm á, không phải đơn giản đâu. Đấy. Ui. Đấy, khu vườn sạch sẽ anh chị. Nói chung này là ai gọi ta? Khách gọi. Tí nghe. Đấy khu vườn này nè. Nó không có cỏ cây lớn ha, nó chỉ có cỏ mềm thôi. Về mình sử dụng cái máy phát mà dùng cái cước á, cước dây á, mình phát rất là nhanh. Nếu mà trong cái khu vườn này thật sự nếu mà Lộc mà làm thì trong vòng khoảng 2 ngày là tôm tắt hết được anh giác luôn. Anh chị mua nhà vườn mà thiếu thợ mà cắt cỏ, alo cho Lộc luôn, Lộc hỗ trợ anh chị luôn. Nó chứ nhớ cho tiền cà phê được rồi. Làm không chết luôn á. Ôi, ở đây là ranh theo ha. Hồi nãy là Lộc đi ranh từ bên phải là mặt tiền đường nhựa đâm thẳng xuống ha. Bây giờ là dòng ngược lại rồi. Thì bây giờ là từ ở dưới quanh ngược lên nè. Đó là chuối cao á. Chuối cao có chim ăn ha. Hay lắm nha, mấy anh chim hay lắm. Trái nào vừa chín là nó bay tới nó sực liền à. Hay lắm. Bởi vì thấy chín chín gì là bẻ vô liền. Anh Đông ơi, cái quài chuối này không bẻ vô là chim nó lụm hết luôn á. Dừa này dừa gì không biết luôn. Trái nó tròn tay luôn nè. Tròn tay luôn ha. Ai gọi dưới ta. Hả? Mít. Dừa. Xoài. Nhãn. Đấy. Ở đây là những cái chiếc chuồng hình như là chuồng bồ câu hay chuồng gì. Nhưng mà thấy không còn con nào ở trong. Không có nuôi nữa. Rồi hôm bữa mới bẻ trái mít rồi, giờ bữa nay không bẻ đâu. Đấy. Đó, dọc theo nè, đây. Đó, dọc theo đường ô, ở đây là cái gì đây? Có cái đường đi ha, được làm bằng vỏ bánh xe hơi, đó, ở giữa lót đá ha. Cũng rất là thiết kế cũng khá hay anh chị. À, sạch sẽ ha. Đấy.
hai bên mình là có hồ Non Bộ nè, rất tuyệt vời. À, rồi ở đây là phòng ngủ anh chị ơi, một căn phòng ngủ với hai quả tim vàng. À, đây là một phòng lắp ghép anh chị, một căn phòng lắp ghép ha, bằng gỗ đấy, có máy lạnh nè, có giường nè, có điện nè, đầy đủ nè ha. Này là dành cho những cặp vợ chồng mới cưới, nó phù hợp hơn ha. Không mà cũng không phù hợp đâu, tại giường này giường gỗ không phù hợp lắm, phải gỗ sen kìa. Rồi rồi quay cho cô chú chị xem cái nhà, nhà lắp ghép nè, đó, nhà lắp ghép bằng gỗ ha, làm bằng cửa nhôm sinfa, kính cường lực ha. Ở phía sau là có cửa sổ trời thông gió ha. Ở trong là đã có giường nè, nệm nè, máy lạnh đầy đủ rồi nè. Từng những bước chân được là lót những cái viên đá bao quanh, đó chính là những cái vỏ bánh xe hơi, tạo cho một cái đường đi khá là đặc biệt, khá thú vị anh chị ha. Rồi hồi nãy là Lộc quên giới thiệu cho anh chị một vấn đề quan trọng thứ nhất, đó chính là hệ thống tưới tự động của mình anh chị. Hệ tưới tống tự động của mình đã có rồi thì giúp cho mình giảm thiểu được chi phí thời gian vận hành ngôi nhà vườn mình, ví dụ như là tưới tiêu nè, phun thuốc nè, rất là thuận lợi anh chị ha. Đấy, đây là những cây đinh lăng, và đến đây thì nó là ranh cuối rồi, nó là ranh cuối rồi ha. Đó, thì vị trí này nè, đổ dài xuống góc suối bên dưới là 141m ha, chiều ngang qua là 32,7m đấy, phía sau nở hậu là 37,2m đấy. Mấy cây chuối này là cây gì ta, cây cao. Rồi thì hiện trạng xung quanh Lộc đã giới thiệu rồi ha, bây giờ là còn một cái chi tiết quan trọng, đó chính là một cái gian nhà mát rất là giá trị, làm nguyên khối bởi là gỗ lim chất lượng anh chị ha, kèm đó là một cái mái ngói thật rất là dày cũng như là rất là chất lượng. Rồi 5 năm mà ngói nó không phai màu thì anh chị biết nó là hàng chất lượng cao anh chị ha. Đấy, rồi những khuôn viên cây xanh cây cảnh đồ hoa lá đồ để là tất tần tật luôn. Rồi thì gian nhà gỗ mình có những gì đây? Đầu tiên thì mình sẽ có một bộ bàn tròn, và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cái ghế. Ghế định nổi không? Nặng dữ à. Nặng dữ à. Nguyên khối nha quý anh chị. Rất là nặng luôn, rinh không nổi luôn. Rồi một cái ván ha, một cái ván này thì theo Lộc cho rằng là nó là cũng là nguyên khối luôn anh chị ha. Đấy ha, nguyên khối luôn, cao tầm khoảng 20 phân đấy, dài ha. Rồi nguyên khối ha, tất cả đều là làm gỗ lim mái ngói thật đấy. Và cái này là một tượng Di Lạc điêu khắc bằng gỗ ha, này là gỗ lim luôn anh Đông. Gỗ hương hả? Đó, gỗ hương, đó rất là đẹp anh chị ha, đó rất là đa vị á, nói chung đại gia mới sử dụng thôi á. Lộc cũng ao ước có cái này nè, không biết khi nào có nè, đó rất là tuyệt vời khi mà để ngay chỗ mà tiếp khách của mình anh chị, đó vừa phong thủy nè, vừa nó là một cái nơi trang trí cho một cái phòng tiếp khách của mình, tiếp đối tác mình rất là tuyệt vời anh chị. Rồi thì đây là cái ván thứ hai ha, nó cũng là ván nguyên khối luôn, nó hơi nứt nhẹ cái rồi anh chị ha. Đó, nguyên khối cũng giống như bên kia luôn. Đấy, và xung quanh mình nè thì nó sẽ có hai mặt hồ nước ha, bên đây một mặt và bên kia một mặt. Đó, phía sau mỗi bên là đều có hệ thống là lọc, lọc đáy nè, lọc mặt nè,
đó, tạo cho cái dòng nước mình lúc nào cũng được sạch sẽ anh chị ha, nó không có bị là đục nước đó. Ví dụ như rong thì tất nhiên là anh chị phải xử lý bằng thuốc ha, thì nó mới xử lý được rong này. Còn mà cái máy lọc này không thì sẽ không được xử lý được rong. Thì lâu lâu anh chị là chỉ cần đổ thuốc xuống là rong nó chết ha anh chị ha. Và anh chị giữ theo cái liều lượng và cái số ngày để mà mình khử thì nó sẽ là không có rong luôn. Đó, rất tuyệt. Đó, bên đây thì cũng giống như bên kia ha. Đó, cũng hồ là xung quanh. Đó, thay vì là mình có một cái ao cá thì mình cũng có thể làm như thế này, cũng có một cái sinh thái là nước non anh chị ha, và cũng như là cây xanh, nước chảy róc rách, không khác gì nó là một cái con suối rất là vui tai. Rồi thì bây giờ thì những vấn đề là về hiện trạng nè, về xây dựng nè, về ranh giới nè, các mốc lộ giới thì Lộc cũng đã chỉ anh chị hết rồi ha, cũng đã xem hết rồi. Thì vấn đề quan trọng đây nữa là con đường giao thông, xem là nó có thuận lợi cho anh chị là để mà mua về làm nhà vườn hay là để đầu tư đó, hoặc là làm những cái mô hình theo cái nhu cầu của mình hay không anh chị ha. Và đất ở đây thì diện tích cũng khá là lớn anh chị, nhiêu ta, diện tích nhiêu anh ta, 4.845 m2 anh chị ha, một diện tích cũng khá lớn để cho mình làm nhiều mục đích khác nhau theo cái nhu cầu của mình anh chị. Và thứ hai, đây là nằm trên trục đường nhựa anh chị ha, một trục đường thì khá là rộng rãi đó để mà di chuyển. Đấy, trục đường rất rộng rãi ha. Thì ranh của mình á, từ đó đổ hết qua bên kia là 32,7 mét ấy. Cái điều hạn chế đầu tiên thì ở đây nó là vào khoảng vài trăm mét nữa thôi, nó là đường cục anh chị ha, vài trăm mét ha. Còn hướng ngược lại á, thì anh chị sẽ là nói ra điểm giao giữa là con đường nhựa này với lại là con đường sông Thao Bào Hàm anh chị. Và chỉ 1 km thôi là anh chị có thể là đụng con đường sông Thao Bào Hàm rồi anh chị ha. Và anh chị vẹo phải thêm là 1,5 km nữa là anh chị sẽ đến là ngay chỗ vị trí là quốc lộ 1A anh chị. Đó, là một cái tuyến đường là lưu thông toàn nước Việt Nam mình rồi anh chị ha. Và ở vị trí đầu của là tiếp giao với lại là đường quốc lộ 1A thì đó là một cái trụ sở hành chánh của là xã Hưng Lộc, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai anh chị. Tuy là mình ở là xã Sông Thao nhưng mà nó giáp ngay cạnh của là trung tâm hành chánh của xã Hưng Lộc luôn anh chị ha. Đó, thì từ ở vị trí này anh chị ra trung tâm hành chánh thì nó là 2,5 km đó. Và anh chị rẽ phải theo cái đường quốc lộ 1A thì anh chị sẽ về là thành phố Biên Hòa cũng như là về Sài Gòn anh chị ha. Về thành phố Biên Hòa ngay vị trí công viên 34 thì nó là 24 km trên Google Maps ha anh chị ha, trên Google Maps chứ không phải là trên đường chim bay anh chị. Và cũng như là về thành phố Hồ Chí Minh á, là ngay chỗ đường Nguyễn Xiển đó, là nó là vị trí là cách là 70 km anh chị. Và ngay chỗ điểm giao của quốc lộ 1A anh chị rẽ trái ha, thì anh chị sẽ về một cái nút giao rất là quan trọng đó. Nói chung là nút giao này rất là quan trọng của là Đồng Nai và các khu vực lân cận luôn chị. Thì khi mà anh chị rẽ trái là về là 9 cây là đụng ngay vị trí là điểm giao giữa quốc lộ 20 nè, cao tốc Dầu Dây nè, Liên Khương nè đó. Thì vị trí đó thì anh chị có thể là đi Đà Lạt nè, Lâm Đồng nè, qua tuyến đường quốc lộ 20 và cũng như là đi ngược lại về thành phố Hồ Chí Minh rồi sân bay Long Thành qua đường cao tốc rất là thuận lợi anh chị ha. Rồi thì vị trí ở này á thì có tổng diện tích là 4.845 m2 là hiện tại là chủ sẽ để lại toàn bộ hiện trạng như là nhà gỗ nè, nhà cấp 4 nè, vườn cây ăn trái nè, nói chung là những cây xanh cây cảnh tắt tần tật, kể cả là nội thất ngoại thất anh chị ha, để lại toàn bộ 100% với giá là 12 tỷ. Và giá này thì nó còn được thương lượng trực tiếp với lại chủ ha anh chị ha. Thì hiện tại là Lộc vừa trao đổi với chủ rồi, thì cô chú anh chị nào mà thiện chí thì có thể là gặp trực tiếp anh nó thẳng luôn là chú, tại vì mình thấy ông trẻ quá mình kêu bằng anh, tuổi của ông là kêu bằng chú rất là lớn rồi đó. Thì anh chị sẽ gặp trực tiếp chủ để mà thương lượng về cái giá ha.
Lộc sẽ hỗ trợ cho anh chị về việc là đàm phán giá nè, pháp lý giấy tờ nè, và giúp cho anh chị có một cái giao dịch tốt hơn, suôn sẻ nhất có thể anh chị ha. À quên nữa, đặc biệt thì những chú heo phía sau cũng được để lại toàn bộ anh chị ha. Mình có thể là làm một cái là bữa tiệc hoành tráng với quy mô là khoảng 100 bàn cũng được anh chị. Rồi, với giá 12 tỷ còn thương lượng thì quý cô chú anh chị cảm giác là nó phù hợp với lại nhu cầu, cảm giác phù hợp với lại dòng tiền của anh chị thì anh chị hãy liên hệ cho Lộc. Lộc sẽ hỗ trợ cho anh chị là hỗ trợ về giá nè, pháp lý, giấy tờ nha anh chị ha. Rồi, nhớ xem video này vào lúc 19 giờ. Nếu có thì anh chị hãy chúc mừng em, bởi vì là ăn trái cây không phân không thuốc anh chị ha. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chào.